Sau đây là số liệu cập nhật về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Việt Nam tính đến 19 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2020, 12 người mắc nCoV, điều trị khỏi 3 người đã được xuất viện. Ninh Bình tính đến 17 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2020, tình hình giám sát trong ngày, có một ca bệnh nghi ngờ và cách ly, bệnh nhân đã tử vong nhưng kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, bệnh nhân này tử vong không phải do nhiễm nCoV. Tổng số người đang được theo dõi cách ly giám sát tại các tuyến 235 người, tăng 53 người so với ngày mùng 5 tháng 2. Tổng số người nghi ngờ đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm 9 người, tổng số người có kết quả âm tính 8 người, một người loại bỏ không làm xét nghiệm vì không có yếu tố dịch tễ và bệnh nhân đã khỏi bệnh. Như vậy đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona.